Đó là mình chơi xong lúc 11 rưỡi sau mà có quay lại cái khúc kết thúc trận đi như cái video khác mà mình quên mọi người ạ. Má mình xóa cái video với lại cam master cũ đỡ lắc máy này kia bị mất rồi mọi người ạ. Bị mất cái đó rồi. Ok. Giờ quay lại. Lúc đó mình chưa có ăn cơm. Với lại là đói bụng á, trận nó đánh không có hay. Không hay tí nào. Nói chung máy yếu mà mọi người xem vui vẻ thôi. Ngọc trên này nè. Cho xong là mình quay liền 11:30. Học đây nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Cái trận đó mình muốn mượt lắm. Do phải quay video màn hình. Cái này là xem là trận đấu thôi cho nên là đương nhiên là sẽ không bao giờ hay bằng quay là màn hình rồi. Tức là vừa chơi mà vừa quay màn hình luôn, còn cái này là máy mình yếu không có làm được như vậy. Khá là tiếc. Đánh nhìn mượt á.
trang phục thường thì nó chắc cũng do phần trang phục với lại mình trình mình đánh nữa. Nói chung máy yếu thôi, không nói nhiều làm gì. Cảm ơn mọi người xem video, mình kéo clip này, trận này không hay gì hết, muốn mượn thôi chứ mình chả thấy mình hay gì hết trơn. Cảm ơn mọi người nha. Ờ đúng rồi, cái mấy cái trận này là tem đánh kiểu này kia, trận này bị KS nhiều, trận này nói chung từ lưu từ la tùm lum, nói chung game này nhìn đầy người giỏi liên minh mà. Thôi được rồi, mình kết thúc clip.